đời đầu tiên kênh Bất Động Sản Tùng Loan gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị khách hàng. Hôm nay chúng em giới thiệu một căn nhà sổ hồng riêng, đặc biệt là nằm sát một bên đường lớn Huỳnh Tấn Phát luôn nha, cách đường lớn Huỳnh Tấn Phát thẳng một hẻm luôn, 30m. Một vị trí siêu đẹp, căn góc hai mặt tiền, hẻm trước sau luôn nha, cực kỳ thông thoáng. Và đặc biệt một điều đó là gần chợ Phú Xuân, cách chợ Phú Xuân chỉ tầm 100m thôi. Khu vực vị trí nhà chúng ta ở là khu dân cư hiện hữu, cao ráo không ngập nước. Vị trí ở rất là an ninh luôn ha, đặc biệt là gần xung quanh rất là nhiều tiện ích như là gần chợ nè, gần trường học, gần ngân hàng, tiếp giáp sát với trung tâm quận 7 luôn. Đây là một căn nhà sổ hồng riêng, hỗ trợ mua bán công chứng bao sang tên luôn cho quý khách hàng nha. Một căn duy nhất tại khu vực Phú Xuân Nhà Bè, thị trấn Nhà Bè luôn, ngay tại thị trấn luôn nha. Diện tích căn nhà là ngang 3 dài 10, có hướng là chánh tây, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Gia chủ gửi tặng những nội thất cơ bản có sẵn bên trong căn nhà lại cho chúng ta sẽ khi sở hữu căn nhà này luôn. Bên trong được gia chủ ốp gạch hai bên tường rất là sạch sẽ. Bên ngoài được thiết kế hai lớp cửa rất là kiên cố và an ninh luôn nha. Đặc biệt một vị trí cực kỳ đẹp luôn, chỉ có một căn duy nhất tại thời điểm này. Cho nên là quý khách hàng nhanh tay liên hệ ngay số điện thoại 0931 82932. Em Loan có thể dẫn quý khách hàng đi xem nhà hoàn toàn miễn phí 100% luôn. Mặt tiền trước sau cực kỳ thông thoáng luôn nha. Nhà vệ sinh được gia chủ sử dụng những loại trang thiết bị hoàn toàn mới 100%, như là gửi tặng những cái nội thất cơ bản, bộ bàn ghế ăn nè, kệ tủ bếp 2 tầng, sofa. Đặc biệt một điều là trên lầu được gia chủ lắp sẵn cho chúng ta hai cái máy lạnh luôn. Không gian bếp vừa vặn với cái thiết kế của ngôi nhà ha. Và phía sau có một cái hẻm nhỏ, chúng ta mở cửa ra nè, khi nấu ăn cực kỳ thoáng luôn. Được gia chủ làm mái che rất là kiên cố luôn. Chỉ có một căn duy nhất sổ hồng riêng biệt tại ngay khu vực thị trấn Nhà Bè, sát một bên là chợ Phú Xuân luôn nha. Một hẻm thẳng đi ra đường lớn Huỳnh Tấn Phát chỉ tầm 30m. Và em xin nhắc lại, một căn duy nhất sổ hồng riêng và giá chỉ nhỉnh hơn 2 tỷ thôi là quý khách hàng có thể sở hữu ngay một căn nhà bao sang tên cho quý khách hàng luôn. Nhanh tay liên hệ ngay cho em để được hỗ trợ đi xem nhà hoàn toàn miễn phí. Và đây là lầu 1 nè, được chia ra làm hai phòng ngủ ở bên trên. Phòng ngủ thứ nhất ở phía trước rất là rộng rãi luôn, và đặc biệt có một cái ban công để cho chúng ta phơi đồ ha. Được gia chủ làm khung rào bảo vệ rất là kiên cố và an ninh an toàn luôn. Đặc biệt là mỗi một cái căn phòng ngủ thì gia chủ lắp sẵn cho chúng ta máy lạnh ha. Những cái nội thất cơ bản như là máy lạnh bên trong căn phòng ngủ mà nhà nào lắp sẵn cho chúng ta thì rất là thuận tiện luôn cho quý khách hàng nào khi chúng ta mua một căn nhà nào đó để ở hoặc là kinh doanh cho thuê. Đặc biệt nhà này một vị trí siêu đẹp, rất là dễ mua để kinh doanh cho thuê luôn nha. Căn nhà này thì dao động chúng ta cho thuê khoảng tầm cỡ 7 triệu đến 7 triệu rưỡi là thoải mái luôn. Pháp lý là sổ hồng riêng, bao sang tên. Và giá hiện tại thì gia chủ đang chào ra mắt thị trường là 2 tỷ 050 triệu. Có bớt cho khách hàng thiện chí luôn nha. Và không nghe lầm đâu ạ, giá chỉ có 2 tỷ 050 triệu là chúng ta có thể sở hữu ngay một căn nhà sổ hồng riêng, bao sang tên, công chứng cho quý khách hàng luôn đó. Và đây là cái căn phòng ngủ thứ hai, và gia chủ cũng lắp sẵn luôn một cái máy lạnh ha, đầy đủ luôn cho quý khách hàng nào khi sở hữu căn nhà này. Diện tích ngang 3, dài 10, có hướng là chánh tây, một trệt một lầu, hai phòng ngủ rộng, hai nhà vệ sinh. Nội thất căn bản gia chủ gửi tặng cho quý khách hàng, và giá hiện tại là chỉ có 2 tỷ 050 triệu là có thể sở hữu ngay một căn nhà đặc biệt như thế này, chỉ một căn duy nhất tại thời điểm này thôi. Cho nên quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ cho em Loan, đó là 0931 822932 ha, hoặc là Zalo tư vấn kỹ hơn về căn nhà này, cứ liên hệ trực tiếp cho em. Vị trí căn nhà cách đường lớn Huỳnh Tấn Phát chỉ đúng 30m thôi, một hẻm thẳng, căn góc hai mặt tiền trước sau, cực kỳ thông thoáng luôn, chỉ có một căn duy nhất. Và lời cuối thì quý khách hàng không quên cho em xin một cái like và một cái đăng ký kênh ở bên dưới, cứ liên hệ trực tiếp cho số điện thoại em Loan để đi xem nhà hoàn toàn miễn phí luôn nha. Lời cuối cảm ơn và gửi lời chào tạm biệt ạ.